Hello, xin kính chào quý vị trở lại cùng với chương trình Phong Cách được trình chiếu hàng tuần cùng với đài truyền hình IBC trên băng tần 57.8 thuộc miền Nam Cali, cũng như là hệ thống Satellite Galaxy 19 trên toàn nước Mỹ và Canada, cùng với website quý vị có thể theo dõi trên toàn cầu là ibcnews.tv. Kính thưa quý vị, tuần này Thảo Ly xin lại tiếp tục mời quý vị cùng đến với những câu chuyện trong mọi chủ đề của Phong Cách và những nhân vật điển hình của sự vượt khó cũng như là biến thân, không những là những người giàu điển hình trên thế giới mà còn là một trong những nhân vật quan trọng của nước Mỹ cũng như là cộng đồng quanh họ trên toàn thế giới. Như là có phép nhiệm màu, cuộc sống của những con người này đã hoàn toàn thay đổi. Và trong thế kỷ qua, hầu như là những ai biết đến nước Mỹ thì đều biết đến giấc mơ Hoa Kỳ, tức là The American Dream. Và đây là một trong những phong cách hiện thực của nước Mỹ và cũng như là giấc mơ cho mọi người trên toàn cầu. Trong bài viết Tuổi thơ nghèo khổ của những người giàu trên thế giới, tác giả Thùy Linh đã chia sẻ với những tấm gương sau đây. Và trước tiên là bà Maria das Garcia Silva Foster. Từ một đứa trẻ sống trong khu ổ chuột nghèo nàn ở Brazil, thì bà Maria Foster hiện đã là nữ CEO đầu tiên của đại gia đình dầu mỏ Brazil, Petrobras. I would like to invite you all to join us in Brazil next October in our Out to Sea Brazil. It will be a very, very important event for us in Brazil, and we hope to. Giám đốc đại gia dầu mỏ Brazil đã có một tuổi thơ rất cơ cực tại khu dân cư nghèo nàn Morro de Adeus. Mẹ bà đã phải làm việc quần quật cả ngày, trong khi người cha là một kẻ nghiện rượu. Foster đã phải nhặt vỏ hộp và giấy đem bán để có tiền đi học. Vào năm 1978, bà trở thành thực tập sinh tại Petrobras và nhanh chóng là người phụ nữ đầu tiên làm quản lý sở cơ khí chế tạo. Tinh thần làm việc không mệt mỏi và bà đã được mọi người gọi với cái tên là Chevrolet, tức là một loại xe bọc thép thường được cảnh sát Brazil dùng đến để truy quét tội phạm. Tháng 2 năm 2013, Foster đã được chỉ định vào ghế CEO của Petrobras. Và thứ hai là George Soros, sống sót sau cuộc càn quét của phát xít Đức tại Hungary vào năm 13 tuổi. Ông George Soros giờ đã là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Để cứu sống con trai mình khỏi tay phát xít Đức, cha của George Soros đã phải hối lộ một nhân viên chính phủ có vợ là người Do Thái, nhận Soros làm con đỡ đầu. Sau cuộc chiến, George Soros rời Hungary để đến với họ hàng tại London của nước Anh. Để có tiền đi học trường kinh tế ở London, ông đã phải làm bồi bàn và phụ khuân vác ở nhà ga. Sau khi tốt nghiệp, Soros bán hàng tại một quầy lưu niệm, liên tục viết thư cho các giám đốc ngân hàng tại London cho đến khi được nhận. Đó là bước khởi đầu cho sự nghiệp tài chính thành công vang dội về sau của ông. Trong đó nổi tiếng nhất là phi vụ đặt cược vào đồng bảng Anh năm 1992, khiến cho ông kiếm được 1 tỷ Mỹ Kim chỉ trong một đêm. Còn kế tiếp là Ursula Burns, từng sống trong khu xóm lều ở Manhattan. Ursula Burns hiện là CEO của hãng máy in Xerox. Starts calling because it turns out there was a huge uproar, positive uproar. Trước khi được trở nên sầm uất như hiện nay, thì Lower East Side của Manhattan là tụ điểm của các băng nhóm tội phạm. Burns sống cùng với mẹ trong một khu nhà ở xã hội của chính phủ ở đây. Mẹ bà đã mở một nhà trẻ và cửa hàng giặt là để có tiền cho con đi học. Tốt nghiệp Đại học New York, Ursula Burns trở thành thực tập sinh tại Xerox. Hiện tại không chỉ là chủ tịch kiêm CEO của Xerox, bà còn là phụ nữ Mỹ phi đầu tiên lãnh đạo một công ty trong Fortune 500, tức là danh sách 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Từ tuổi nhỏ ở khu ổ chuột Brooklyn, Sus đã trở thành CEO của chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks. Sus lớn lên trong khu ổ chuột tại Bayview của Canarsie, Brooklyn, New York. Vì vậy, hồi nhỏ ông luôn muốn trèo qua hàng rào để nhìn quang cảnh bên ngoài khu dân cư nghèo nàn mà ông và người cha lái xe tải của ông đang phải sinh sống ở đó. Thời còn đi học, Sus rất giỏi môn thể thao và được nhận vào Đại học Bắc Michigan nhờ vào học bổng túc cầu. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, Sus làm việc cho Xerox trước khi lập quán cà phê nhỏ mang tên Starbucks. Vì niềm đam mê với nước thức uống này, Sus đã rời Xerox và thành lập công ty riêng vào năm 1987.
Khởi đầu với 60 cửa hàng, Starbucks hiện nay nâng con số này lên đến 16.000 trên khắp thế giới. Church cũng sở hữu khối tài sản trị giá trên 1.5 tỷ Mỹ Kim. Một nhân vật khác đó là ông Triệu Như Phát, là một tỷ phú từ bất động sản. Vào năm 2002 thì Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W. Bush chỉ định danh nhân Triệu Như Phát vào ban giám đốc của Quỹ Giáo dục Việt Nam là VEF, tức là Vietnam Education Foundation. Sinh ra tại Hải Phòng, năm 7 tuổi ông theo gia đình vào Sài Gòn, lớn lên trong gia đình có 10 anh chị em. Ông vất vả lắm mới được tốt nghiệp đại học ngành văn và ngoại ngữ. Sau đó ông làm công việc kinh doanh cho một công ty tại Sài Gòn, rồi làm thông dịch viên. Vào năm 75, ông cùng với vợ sang Mỹ định cư. Nhờ vào vốn tiếng Anh nên ông cũng dễ dàng tìm được công việc bán máy hút bụi tại California. Thế nhưng với đam mê làm giàu sẵn có, ông quyết tâm khởi sự kinh doanh cho riêng mình. Khi đó thì chàng trai trẻ Triệu Như Phát không vội vã làm giàu mà muốn có trước hết một nền tảng kiến thức vững chắc. Vì thế ông chấp nhận làm công việc bảo vệ để đi học thêm. Vào năm 1987, ông Triệu Như Phát đã chính thức khởi sự kinh doanh ngành bất động sản tại California khi thành lập công ty Bridge Creek. Dồn hết tâm huyết vào đây, suốt 10 năm trời gần như là tuần nào ông cũng làm việc 7 ngày với hơn 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Khi thành lập đến nay thì Brick Creek đã đầu tư các dự án bất động sản với tổng trị giá lên đến 400 triệu Mỹ Kim. Trong đó có khu Phước Lộc Thọ ở miền Nam Cali, còn mang tên tiếng Anh đó là Asian Garden Mall, đóng vai trò là một trung tâm thương mại quan trọng của người châu Á tại Hoa Kỳ. Vào năm 2002, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush chỉ định doanh nhân Triệu Như Phát vào ban giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam là VEF. Đây là một quỹ của Tòa Bạch Ốc chuyên hỗ trợ trao đổi giáo dục Việt-Mỹ, từng cấp học bổng cho hàng trăm trí thức người Việt học từ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Sau đó ông trở thành giám đốc của VEF. Nếu như những ai thường xem các bộ phim nổi tiếng thì chắc chắn là không thể không biết đến người phụ nữ giàu sức tưởng tượng này, đó là cô J.K. Rowling, là tác giả của bộ truyện Harry Potter, phải sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ trước khi trở thành một tỷ phú. J.K. Rowling legend begins with a delightful children's book about an orphan boy wizard with a lightning-shaped scar, a boy with a magical destiny, a destiny shared by his creator. J.K. Rowling. Đầu những năm 1990, Rowling ly dị chồng và nuôi con một mình nhờ vào trợ cấp của chính phủ. Hầu hết những series truyện kể về cậu bé phù thủy đều được bà hoàn thành trong các quán cà phê sau khi đi dạo với con gái Jessica. Khi Harry Potter trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và được dựng thành phim, J.K. Rowling đã được đổi đời. Hiện bà sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Tiếp nối là Sam Walton, là một người mà cái tên và cái họ của ông đã trở nên nổi tiếng ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ, không chỉ nhờ vào những chuỗi bán hàng tiện dụng mà còn giúp tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người dân ở Hoa Kỳ. Trước khi thành lập Walmart, thì Sam Walton từng đi vắt sữa bò và bán tạp chí ở Oklahoma. Gia đình của Walton sống trong một khu trang trại ở Oklahoma trong suốt thời kỳ đại suy thoái. Để phụ giúp cha mẹ, ông đã phải đi vắt sữa bò và đi giao sữa cho khách hàng. Walton cũng nhận giao báo và bán thêm tạp chí. Năm 26 tuổi, Walton quản lý một cửa hàng tạp hóa sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Missouri. Ông đã dùng 5.000 Mỹ Kim tiết kiệm và 20.000 Mỹ Kim vay từ bố vợ để mua một cửa hàng tạp hóa ở Arkansas. Sau đó, Walton mở rộng chuỗi bán lẻ, phát triển thành chuỗi tiệm bán hàng Walmart. Walton qua đời vào năm 1992, để lại công ty cho vợ và con cái, bao gồm có cửa hàng Walmart và Sam's Club.
Trong phần sau, chương trình sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những hình ảnh và thông tin về quá khứ đến hiện tại của những tấm gương vượt khó đã trở thành một trong những người giàu có nhất nước Mỹ, cùng với phong cách của những người thành danh khác trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thảo Lê xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi băng tần 57.8 và Galaxy 19 cùng với IBC TV.